và chúng ta đến với tiết mục phim vũ xuân về trên rừng núi để mình nói cho mà nghe, do phía Kinh Nam Sổ Bờ Phen không cá chị Hoàng Thị Bùi, chủ tịch hội phụ nữ xã Việt Ngọc thể hiện. Xin mời. Xa hay cùng em nơi tây bắc khi xuân về, lòng non đương mình đón nắng đón mùa xuân ghé qua, dùng bậc thang từ xa xa dùng đào hoa ban thơm ngát. Ở nơi đây họ đón xuân đơn giản nhưng yên bình, ai cũng sẽ đem một lần đến nơi tây bắc khi xuân về. Chấm ngựa đẹp nhất.